đồng hương với anh kia luôn, thì quê em ở Long An nhưng mà ở huyện Châu Thành. Trời ơi, đồng hương luôn, bắt tay cái luôn. Trời ơi. Rồi sao đứa hai đứa hợp với ta? Đứa làm cửa sắt, đứa làm vật liệu xây dựng. Đói bụng, cột tính, nghe tiếng động ngủ không được. Vậy thì khỏi có vợ luôn đi. Thiệt luôn á. Thiệt. Nem ngư cả cơm tươi, nấu đậm đà, chấm thơm ngon. Anh mời anh trai giới thiệu về mình. Em xin chào Nguyễn Linh, chào Nguyễn Ngọc Lan, chào quý khán giả. Em tên là Phan Công Danh, em đến từ Long An. Phan Công Danh, sinh năm mấy anh? Dạ, sinh năm 1988. 88. Em Danh làm công việc gì? Dạ, hiện tại em đang làm cửa sắt với làm bên âm thanh đèn sóng anh. À, tức là làm kỹ thuật đó hả? Dạ. Kỹ thuật sắt này kia. Dạ. À, xem nhà gái sao nè. Dạ rồi, mời nhà gái giới thiệu cho mình nè. Dạ, xin chào MC Ngọc Lan. Dạ, xin chào MC Quyền Linh. Chào quý vị khán giả và toàn thể quý vị khán giả đang xem trên màn ảnh nhỏ. Dạ, em tên là Dương Thị Hồng Thắm, năm nay thì em 35 tuổi. Dạ, đồng hương với anh kia luôn, thì quê em ở Long An nhưng mà ở huyện Châu Thành. Trời ơi, đồng hương luôn, bắt tay cái luôn. Trời ơi. Rồi, em gái làm công việc gì? Dạ, hiện tại thì em buôn bán vật liệu xây dựng, với lại em cũng có kinh doanh thêm online. Rồi, em sao đứa hai đứa hợp với ta? Đứa làm cửa sắt, đứa làm vật liệu xây dựng. Dạ, em buôn bán yến. À, bán yến. Dạ. Rồi, dạ. Bây giờ thì mình nói chút xíu ưu điểm, khuyết điểm của mình đi Danh. Dạ, về điểm mạnh của em thì em thích ca hát. Ca hát hả? Dạ. Rồi. À, lại còn điểm yếu thì cái tật xấu là như ngủ có tiếng động là ngủ không được. Với lại đói bụng cọc tính. Đói bụng cọc tính. Dạ. Nghe tiếng động ngủ không được. Vậy thì khỏi có vợ luôn đi. Thiệt luôn á. Thiệt. Có vợ là gây tiếng động liên tục luôn á. Dạ. Vợ đang chăm con, dở tay, không có kịp nấu cơm, nấu nước rồi. Cái cọc với người ta. Con khóc này kia rồi quay quay lại đủ thứ thì sao ngủ được. Phải gọi cái là khắc phục cái này nha. Dạ, dạ. Mời nhà gái. Nhà gái nói về ưu điểm, khuyết điểm của mình nha. Dạ, ưu điểm của em là biết nấu ăn ngon. Với lại em vui vẻ, hòa đồng, biết quan tâm chăm sóc mọi người. Còn khuyết điểm của em thì nóng tính, nhưng mà em có thể kiềm chế lại được. Với lại nữa em hay quên. Dạ, đi đường nhiều khi cái đường đó em đi hoài mà em cũng quên. Không, rồi cái vụ quên đường dường như nó là một cái, nó là căn bệnh hay sao á? Không phải bệnh mà hiện nay á, con người ta quá lợi dụng vào cái chuyện mạng Google đó, Google Maps rồi đó. Họ gần như không suy nghĩ đường đi, họ cứ theo Google họ đi, biết cái não mình nó không hoạt động đó. Hoạt động không linh hoạt. Hồi xưa là đi đường nào nhớ đường đó, bây giờ họ quên hết rồi, chuyện nó bình thường thôi. Yeah. Phải không? Rồi bây giờ mình nói chút đường tình duyên mình đi em trai. Ở đây thì quen cũng nhiều nhưng mà. Quen cũng nhiều hả? Dạ, quen nhiều lắm. Nhiều là khoảng nhiều trên đầu ngón tay không? Thiên chân anh. À, thêm chân nữa. Quá dữ. Mối tình nào sâu đậm nè, nhớ không? Dạ, cũng không có mối tình nào sâu đậm á, chỉ quen qua mạng thì bạn bình thường thôi chứ cũng chưa có... Quen qua mạng là dạ. Mất mạng luôn hả? Dạ, mất mạng luôn. Tức là mấy lúc mất mạng là hết quen nha. Mối tình nào quen thì lâu dài nhất? Dạ, chưa có mối tình nào quen lâu dài đâu. Trời đất ơi. Làm cái nghề của em thì... Sao kỳ vậy? Gặp mấy bữa vậy thôi. Quen mấy bữa vậy thôi chứ hả? Dạ. Dài nhất là nhiêu? Thấp nhất là mấy bữa nè? Mối tình dài nhất là nhiêu? Dài nhất thì 2-3 tháng nè. 2-3 tháng rồi. Ừ, có nắm tay được chưa? Chị Lan hỏi có nắm tay chưa kìa. Dạ không, không có nắm tay. Không có nắm tay luôn. Tại không gặp. Bên đó còn riêng. Ừ. Cả em gái. Dạ. Bên đây nắm tay còn chưa có rồi lấy gì hôn. Rồi còn cô gái nè, bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, cho em hỏi cái là chưa có hôn nhau thì có cái gì xác nhận được không ạ? À? Có cái gì kiểm tra được không? Đúng. Thì người ta nói thì mình nghe vậy thôi chứ giờ biết sao. Nghe thôi. Dạ. Nếu mà nữa có là chết nha. Ví dụ có là bảo đảm luôn cái xem cô, chương trình là người ta bóc phốt liền. Cái cụ lên tiếng luôn á. Dạ thì em thì cũng có một cái cuộc hôn nhân rồi. Hôn nhân của em kéo dài 11 năm. Và em cũng có một bé gái. Hiện tại thì con em cũng 14 tuổi. Dạ thì sau khi lập gia đình được 11 năm thì chồng em mất. Hiện tại em là mẹ đơn thân. Một mối tình dài như vậy, ông xã mất vì lý do gì em? Dạ, ông xã em bị bệnh. Rồi, chia sẻ với em điều đó nha. Tình hình vậy đó, em trai thấy sao nè? Dạ, không có sao. À, không có sao đúng không? Dạ. À, có trăng thì nó cũng lặn thôi, đúng không?
rồi từ từ mặt trời cũng sẽ mọc lên, cũng sẽ ánh sáng sẽ tràn ngập khắp mọi nơi thôi. Chỉ có điều là hai bên nó hơi trên lệch chút, một bên chưa có một mối tình dắt dai, một bên thì có gia đình, có con cũng mười mấy tuổi rồi. À, mà con gái dễ thương lắm nha em, gái mười mấy tuổi là dễ thương lắm luôn á. Rồi thôi bây giờ những cái gì đã qua thì chúng ta khép lại nè. Bây giờ chúng ta bước qua một trang mới. Bây giờ nói cho chị Lan nghe là cái mong muốn em có một người bạn trai là như thế nào nè. Dạ thì đến với chương trình đó, em cũng mong tìm được một cái người bạn trai chiều cao thì khoảng 1m6 trở lên là được rồi chị. Cân nặng thì 70-80kg gì đó em. Để qua coi. Nãy coi rồi mà quên rồi. Ký ức nó cân xóa. Nặng 70-80kg là ngon luôn. Chiều mét cao có chiều là cao. Ngon. Ừ, đẹp trai. Dạ. Đó. Với lại em cũng mong muốn là tìm một người bạn trai có thể chia sẻ từ kinh tế, công việc, với lại những cái niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống á. Dạ, với lại phải thông cảm cho em, đừng có gia trưởng là được. Đừng rồi. Kỹ nữa. Mình khiến hiền khô à. Dạ. Đó. Hiền tới mức mà chưa nắm tay ai bao giờ. Thiệt tội nghiệp ghê vậy đó. Chị nghĩ là những cái mong muốn đó của em bên kia là đáp ứng được. Em còn cái điều gì mà không thích ở người đàn ông không? Dạ em sợ nhất là đàn ông gia trưởng, ích kỷ, với lại một người lười nhác. Em không thích hút thuốc, đặc biệt không hút thuốc luôn thì tốt hơn. Dạ với lại nhậu nhẹt ở mức xã giao thôi. Đi với bạn bè thì người đó có thể là tự tin mạnh dạn để dẫn em đi theo cùng vậy. Dạ. Để em nhậu chung. Dạ. Ở bên kia coi đáp ứng nhu cầu này được không em? Cũng được nhưng mà chút chút hả chị. À rồi ok để chị qua. Đó qua kiểm tra bà mối kiểm tra xem. Rồi chào nhà trai một lần nữa. Ừ. Thầm con thú không? Thì có. Hết rồi. Nhưng mà cái thôi. Vậy thôi bỏ luôn được không? Được. Ừ bỏ đi hút thuốc nó không có tốt cho sức khỏe. Rồi mình có nhậu dữ không? Không gì không. Dễ gì không? Mình có uống bia. Dừng luôn em. Có uống đúng không? Dạ có. Nhưng mà uống ít ít đúng không? Mai mốt mình uống mình đủ mình dắt bạn gái đi theo luôn được không? Được. Đó, được mà chơi chúng. Rồi bây giờ nè. Chơi chúng vui. Em hình dung trong đầu một người yêu lý tưởng của em như thế nào? Em hay suy nghĩ điều cái hình tượng đó. Thì em nghĩ cái cỡ chương trình chị ta cho cỡ mắt cỡ trở lên là được. Mắt cỡ. Ngon. Dây. Mình dây hả? Trời ơi, ngon luôn, muốn dây gì có dây đó. Mình dây phọt đĩa được không? Không. Không. Sao vậy? Người ta đâu phải yêu thương cái vụ phọt ông đĩa hay là gì đó. Ngộ ghê, mỗi lần bà hả thắp nhang giá ông đĩa là dạ con giá ông đĩa cho con này cho con kia. À. Mà có bồ thì không chịu phọt ông đĩa. À. Lạ lùng dễ sợ. Người ta yêu nhau yêu từ cái gương mặt, yêu từ cái tính tình, yêu từ cái trái tim chứ đâu phải yêu nhau vì phọt ông đĩa hay là mai mốt em có vợ được vợ em đẻ một hai đứa thế nào ông đĩa cũng xuất hiện ngay cái phọt cho mà coi. Tấn công nhỏ quá à. Nói phân tích cho nó hiểu thôi. Ừ. Chứ thật ra thì nó chỉ là sở thích của mỗi người sở thích thôi, nhưng mà mai mốt có vợ đem khi mà mình yêu thương vợ rồi vợ đẻ ở dưới quê đẻ 5-10 đứa thứ coi tới phọt không phải ông đĩa mà tới ông gì luôn á. Nha, mai mốt lỡ mà vợ đẻ mà phọt nó có bị bể thì thôi cũng chấp nhận ha, cũng yêu ha. Dạ dạ. Rồi còn điều gì nữa không? Mong muốn gì nữa không? Em thì đơn giản lắm như đó là được. Vậy có điều gì không thích không? Dạ. Không có. Thì đó không đơn giản luôn nha, đơn giản. Mình dây phọt cũng địa là dễ xuất hiện lắm đó. Thôi được rồi. À, mình đi với ai cho em gái? Dạ, em đi với em gái. À, em gái hả? Rồi. Mời em gái. Dạ em chào anh Quyền Linh, em chào chị Ngọc Lan và dạ. Chào tất cả mọi người ở trường quay. Thì qua trao đổi thì em thấy chỗ anh Danh thì cũng hiền lành, dễ thương. Nếu như mà chị em cảm thấy là có một cái điểm gì đó tương đồng mà có thể làm quen với nhau á, thì có thể cho nhau một cơ hội để tìm hiểu thêm. Danh đi với ai Danh? Dạ em đi với ông anh chủ nghề với em. Rồi chào anh trai. Chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan, chào tất cả anh chị em trên trường quay. Đối với Danh chưa nhìn mặt thì không biết sao, không biết chịu không. Em chịu rồi đó. Em làm chịu. Mà một người phụ nữ mà một mình mà đứng lên mà nói mở được cái cửa hàng hay là kinh doanh các cái là người rất là giỏi. Còn đối với thằng em của em thì coi vậy chứ khờ lắm. Kiểu như là nó chỉ cái tánh tình là hay cà rỡn, vui. Con cái là hơi quạo thôi, gọi là nóng tính. Giỡn với người ta được mà người ta giỡn lại quạo. Còn nói về nó chưa nắm tay ai thì nó không biết đó, thì em chưa chứng nhận được. Tại vì không thấy nó đem gì nhà thôi. Nhưng mà
nó đi lén thì mình không có biết đó. Sợ đi lén thôi đúng không? Không thì được, này này không có dặn dò trước nè. Nhưng mà em lên đây là chủ yếu là cho em đi trước em đi sau. À vậy hả? Dò đường để em đi coi nói sao coi. Mình đàn gái rồi còn người nào cũng không để cho em đi. Ơi, bây giờ thì chúng ta lắng nghe ý kiến gia đình rồi ha. Đúng rồi. Mình mở rào để hai bên gặp mặt rồi từ tùy cơ ứng biến với các bạn. Mở rào. Bắt đầu đi Danh. Tặng quà không nói câu nào hết trơn vậy? Nói gì đi Danh? Nhận quà của người ta nói gì đi? À, khỏe chưa? Giờ thoải mái chưa? Không? Rồi. Thoải mái giờ bắt đầu nói chuyện đi đó. Vô, vô vấn đề luôn. Bây giờ không có hát nữa. Nói gì? Em hỏi trước được không? Được, em tham anh đi. À, dạ, thì khi mà lên đây tham gia chương trình á, là anh có biết cái người mà sắp gặp anh hôm nay là có gia đình rồi hay là chưa? Chưa biết. Dạ, cái điều này có làm cho anh thất vọng không khi mà anh tham gia chương trình? Không, anh mừng nữa mà đâu có gì đâu thất vọng. Tại vì á là em thấy nhiều người trai tông á lớn lên thì người ta cũng ngại là có quen với lại một cái người phụ nữ đã có gia đình rồi, có con rồi, thì anh suy nghĩ như thế nào về một cái người mẹ đơn thân? Anh thì đơn giản, không có suy nghĩ cái gì mà sâu xa đâu. Anh thấy rất bình thường, không có nghĩ gì có gia đình hay là chưa có gia đình, đó anh, cái đó không quan trọng. Dạ. Rồi cho em hỏi thêm ha, em hỏi về, tại vì là bây giờ là hoàn cảnh của em, là hồi nãy em cũng có chia sẻ với anh Danh rồi đó, là em hiện tại là em là con dâu của một gia đình. Thì nếu ví dụ ngày hôm nay sau khi mà tham gia chương trình á, giữa em với anh Danh có một cái sự kết nối, thì em cũng mong muốn là tìm một cái người có thể che chở cho em nè, rồi hy sinh với lại chịu đựng những cái mà trong cái cuộc sống, ví dụ như cuộc sống nó có khó khăn hay là thiếu thốn hay là cái gì đó, thì anh có thể anh chấp nhận được hay không? Với lại em cũng mong muốn là một người có một cái nhà riêng, để khi mà ví dụ như cưới em thì phải có nhà đúng không, để mà mình về mình sống chung, chứ đâu thể nào mà em thì tại giờ em không có gì hết. Anh có chấp nhận được hay không? Với cái hoàn cảnh của em là em không có gì hết. Nếu mà trong khả năng anh làm được thì anh chấp nhận. Còn dạ. Nhà thì ok. Nhà là có rồi. Dạ. Dạ. Anh có gì hỏi em không? Em hỏi anh trả lời. Quan điểm của Danh về hôn nhân gia đình như thế nào? Nói cho bạn gái nghe đi. Anh có suy nghĩ gì và anh có một cái câu hỏi gì anh cứ hỏi em đi, chứ giờ em hỏi hoài em biết gì đâu em hỏi. Đúng rồi đó. Cái gì tính hỏi em nói hết rồi. Thì anh hỏi lại đi, anh hỏi lại em đi. Hỏi giờ hẹn hò sao? Em ở bên nhà chồng vậy rồi đưa đón đi chơi, mỗi lần hẹn hò đi chơi thì nó có khó khăn phức tạp hay không? Hỏi đi anh. Rồi em ở bên gia đình chồng vậy đó, rồi nay bao lâu rồi? Dạ thì từ lúc mà cưới về á, là bắt đầu từ năm 2009 là em ở đó luôn, cho đến khi mà ông xã em mất là năm đầu năm 2020. Thì có nghĩa là sau khi trước sau gì cũng như vậy thì em cũng ở đó, nhưng mà hiện tại á, hai mẹ con có thuê một cái chỗ giống như một cái tiệm để em, thì em cũng có chia sẻ là em bán vật liệu xây dựng đó anh. Thì em có thuê cái chỗ đó để buôn bán. Nói chung là nói tiếng làm dâu, chứ hồi xưa tới giờ gia đình cũng không có gọi ép em một cái điều gì hết. Với lại là em cũng ở ngoài này giống như ở riêng rồi, tại vì mình dâu thì mình nói mình đi về về vậy thôi, chứ ngoài này thật sự là mẹ con rất là tự do. Hỏi thời gian rảnh của bạn ấy là gì rồi mình đưa đón hẹn hò. Bình thường á, em buôn bán xong về hay là ở đó? Dạ em ở tại chỗ luôn. Ví dụ như mình sau cái cuộc hẹn hò này, dù mình muốn gặp á, em có ảnh hưởng gì tới công việc? Dạ không, em làm tự do mà anh, sáng làm chiều nghỉ hà, chứ em đâu có làm suốt buổi tối đâu. Dạ. Nghĩa là sẽ biết thời gian được. Dạ đúng rồi. Em làm theo thợ hồ, hết thợ nghỉ là em nghỉ hà. Dạ. Hồi nãy em nói ở đâu luôn nhỉ? Dạ em ở Long An, huyện Châu Thành.
Thế anh Danh cho em hỏi thêm nha. Là hồi nãy em nghe nói là anh làm ở bên cái mảng là cửa sắt, cửa nhôm đúng không anh? À, là nghe chỗ đó là tiệm của mình, của gia đình hay sao? Của anh. Của anh. Của anh chứ không phải là anh. Dạ. Rồi hai bạn hỏi về vấn đề kết hôn đi. Đối với Danh này là kết hôn lần đầu tiên, còn đây là kết hôn lần thứ hai. Hai bạn bàn về vấn đề đó đi. Khi nào thì có thể tiến tới được? Danh hỏi đi. Nếu mà cảm thấy được thì em muốn chừng nào thì mình kết hôn được. Em thì khi mà lên chương trình rồi á, gặp anh, nếu mà có duyên á, thì hai đứa sẽ tiếp tục, mình sẽ có một cái khoảng thời gian để tìm hiểu thêm. Thì khi tìm hiểu rõ ràng rồi thì cũng giống như hồi lúc nãy em nghe anh chia sẻ đó, là anh cũng có tìm hiểu một vài mối tình nhưng mà chưa tới được đâu hết. Thì nếu mà em và anh cảm thấy mà tìm hiểu rõ ràng rồi, sâu sắc rồi, thì tiến tới hôn nhân lúc nào cũng được hết, tại vì không có ai mà ngăn cản hết. Danh thấy vậy khỏe rồi. Bây giờ Danh thấy cái người đối diện của mình như thế nào, cảm nhận thế nào, Danh nói đi. Em thì em thấy được, anh lên rồi. Mà được là có bấm nút không, hay là được để đó? Lát đi. Bây giờ khoan, từ từ đi, đứng lên. Em gái đứng lên. Cái gì cũng phải có kết nối chút xíu về gọi là cảm xúc này. Lạnh chứ. Ai lạnh? Đó. Hai gái lạnh. Thì đó, vì hai người nắm tay nhau, nhìn thẳng vào mắt nhau. Ai? Không lẽ nhìn anh? Nhìn đây hả? Đúng rồi. Nhìn anh bấm nút cho anh hả? Nhìn đây nè, đó. Nó cũng khờ lắm. Thành ra là mình cũng phải, trong tình yêu đôi khi cũng phải sự hướng dẫn em gái. Theo anh á, là em nên có một chút xíu chủ động nào đó để có thể kết nối tốt hơn. Dạ, nhưng mà em chủ động quá rồi anh lại nói là em... Không. Bây giờ là ta gọi là bình đẳng giới rồi. Dạ. Không có lo. Tại đây nó chưa yêu lần nào cũng thông cảm. Chưa nắm tay bạn gái mà. Chắc là chưa yêu lần nào không? Chắc mà. Bữa nay nắm tay em là nắm tay người thứ mấy rồi, nhớ không? Chưa nắm tay được em. Có nắm cũng có thể có nắm, nhưng mà chưa mạng có nó quen qua mạng đâu, cảm xúc nắm về được. Yêu đương. Dạ. Hả? Chưa hôn thì có thể, nhưng mà có nắm tay chắc có rồi. Đó. Chúng nó hôn, nụ hôn đầu tiên cho biết như người ta. Rồi. Bây giờ nè. Bây giờ hôm nay mình gặp nhau. Ở đây anh thấy nè, cô gái này, cô gái rất là bản lĩnh nha. Cô gái này rất là tự tin trong cuộc sống nữa. Nếu mà trong quá trình tìm hiểu nhau mà được thì anh nghĩ đây cũng chính là chỗ dựa cho em rất là chắc. Còn em thì chắc là chưa tìm được cái mối lương duyên nào hết. Người ta gặp nhau ngay từ đầu cũng phải là yêu nhau đâu, chỉ có tính xét tình thôi. Qua quá trình tìm hiểu, anh nghĩ rằng em sẽ thấy thú vị ở cô gái này với cái bản tính của em. Yeah. Bây giờ em nói chút xíu, nếu như mà mình đến với nhau á thì mình ở đâu, mình làm gì. Theo em, nếu em lấy vợ thì như thế nào? Đó, ví dụ như nếu anh có vợ thì anh sẽ về nhà anh ở này, anh sẽ kinh doanh, anh sẽ làm gì đó, một cái tưởng tượng về tương lai của mình cho em gái nghe đi. Và ngược lại, mỏi tay. Để cái tay đó chưa. Mỏi. Nắm tay mà mỏi gì? Mỏi. Mỏi. Nắm tay nó mỏi quá. Mốt mình cưới về bên em ở bên anh. Em bên em là bên nào? Em nói có cửa hàng vậy đó. À, cửa hàng đó là em thuê mà. Không lẽ về bên nhà chồng ta ở. Hỏi cái gì đâu. Em là người chủ động. Không lẽ gì, lấy em về ở về nhà bên chồng ở. À, nhà thuê thì ví dụ nếu vậy thì anh có thể cùng với em đóng tiền thuê đó, mình kinh doanh ở mặt bằng đó, hay là nhà anh có chỗ nào đó kinh doanh được. Thí dụ mình nghĩ về tương lai tính không ạ? Đúng rồi. Mình tưởng tượng thử xem. Em tính về cái phần đó thử xem. Ừ. Thôi về nhà anh ở. Để em cửa hàng nó về nhà anh luôn. Đó. Được không? À, để em suy nghĩ cái. Dạ, được hay không thì tí xíu nữa mới trả lời chứ.
đúng không? Nếu như mà nếu như mà em gái bây giờ thí dụ như mình tìm hiểu nhau, mình đã được với nhau đó, cái cửa hàng đó mà đang kinh doanh tốt á, thì mình cũng nên về cửa hàng đó mình kinh doanh, đó là điểm thuận lợi của mình mà đang có khách mà, đúng không? Dạ. Còn nếu như mà bạn trai gọi là có mặt bằng là tốt hơn hay về nhà bạn trai thì cũng được, quan trọng là mình có yêu nhau hay không thôi đó. Dạ. Là anh ơi, ngay chỗ đó mình kinh doanh là mình đã có mặt bằng rồi hay là mình cũng thuê giống như em luôn? Mặt bằng ở nhà. Dạ. Là hiện tại anh sống với ai? Sống một mình. Có mình ơn nha. Bao nhiêu năm rồi? Thì từ đó mình sống tự lập, có mình ở của mình. Là nhà đó nhà của em luôn hả? Dạ. Không, ý em hỏi là ba mẹ ở gần không? À, mẹ anh mất rồi, còn ba thì ở cũng gần, nhưng mà anh ở riêng, anh không ở chung gia đình. Dạ. Rồi, Danh nói một chút cảm xúc khi nãy giờ nắm tay bạn gái, nhìn bạn gái nói chuyện, bạn gái cảm xúc của em hiện tại như thế nào, nói cho bạn gái biết. Em thấy sao? Đang hỏi anh mà, anh nói đi. Bây giờ tôi biết vì sao ông ế rồi. Yêu đương thì nói dở, nhưng mà anh có thể hiện tốt hay không? Cái nói thì cho là châm chế bỏ qua đi. Thì anh nói cái nào không được thì em nói, đúng không? Bù qua sớt lại, nhưng mà cái hành động á, anh có bù qua cái phần cái lời nói của anh được hay không á? Được, nó được. Được đó. Bù nó được. Được em. Rồi. Rồi, ok. Cho vị trí đi. Rồi, ông thiệt tình nhưng mà thiệt tình dữ thần trời đất vậy trời. Thật ra khi yêu nhau đó, chính em cũng phải là người chủ động chút đúng xíu rồi. Đừng có buông, gọi là để cho phụ nữ hết, cũng tội nghiệp người ta, đúng không? Nếu mình thích, mình nói mình thích, mình không thích, mình nói mình không thích. Đã yêu thì nói một lời, xong không yêu thì nói luôn. Lững lững giữa chừng nó khó chịu lắm. Thành ra là em cũng phải là quyết liệt trong cái chuyện tình yêu, nghe Danh. Dạ. Cho dù mai mốt em có bấm nút hay không bấm nút, hay là em yêu một cô gái nào đi nữa, thì em cũng phải là người nên chủ động chút xíu, nói ra cái cảm xúc của mình. Bởi vì cảm xúc của mình nói cho ta biết rất là quan trọng. Đôi khi mình không thể làm được thì mình phải nói ha. Tại vì em thích hành động hơn là nói. À, thích hành động đúng không? Dạ. Hành động thì á, thích làm á. Thích làm. Dạ. Ừ, có thể như thế, nhưng mà hành động cũng phải rõ ràng cho ta biết, giống như bật đèn xanh cho ta biết là mình yêu người ta. Dạ. Chứ không phải mình hiền quá mình không nói gì, bên kia ta cũng biết gì hết nha. Dạ. Rồi bây giờ để tay nút bấm đi Danh. Bên tay trái. Chúng tôi đã cố gắng kết nối các bạn gặp nhau, cũng là cái duyên. Người thân cũng đã góp ý, các bạn cũng đã nắm tay, nhìn thẳng vào mắt nhau, cũng trò chuyện một thời gian. Tuy không dài nhưng nó đủ để chúng ta cảm nhận được xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Nếu đúng, chúng ta bấm. Bấm bằng cả trái tim mình nha các bạn. Không nên bấm bằng bất cứ điều gì hết. Thích thì bấm, không thích thì đừng bấm. Đơn giản như vậy thôi. Nào, sau 3 tiếng đếm, chúng ta sẽ quyết định bấm hay không bấm. 1 2 3 Hết thời gian. Nhà gái không bấm. Cũng rất là dễ hiểu khi mà Ngọc Lan nhìn thấy một nửa trái tim màu xanh ở phía bên nhà gái được thể hiện ở trên kia. Điều gì làm em không bấm con gái? Dạ thì đến với chương trình đó là em cũng mong muốn có một người để chia sẻ với em. Thì trong cuộc sống đâu phải cái gì cũng phải hành động, nhưng mà có những cái mình cần phải nói ra. Dạ, với lại em nghe anh nói là cũng hay nóng tánh, nên là em cũng sợ, tại vì em nóng rồi, anh nóng nữa thì nó sẽ không có cái sự hòa hợp ở trong gia đình. Với lại một phần nữa là em đã có gia đình rồi, con em cũng lớn rồi, thì em cũng mong muốn là có một cái người đã từng trải để người ta có thể hiểu được cuộc sống gia đình là như thế nào. Dạ, em cảm ơn chương trình đã giúp em ngày hôm nay có thể gặp được tất cả mọi người, cũng như là có thể coi như là một ngày để em giao lưu với lại cả nước đi. Dạ. Thật ra cái chuyện nóng nảy thì ai cũng có trong người cả. Dạ. Chúng ta có thể giải quyết với nhau. Vấn đề ở đây là gì? Là vì anh thấy rằng nhà trai không có thể hiện, nên em thiếu tự tin trong việc bấm nút, đúng không? Dạ đúng. Chính vì thế đây là
một cái bài học kinh nghiệm khi em giao lưu với đối tác làm ăn hay gì chẳng hạn, chúng ta phải thể hiện cho người khác biết mình thích cái gì, mình không thích gì họ. Cái thể hiện cũng quan trọng lắm, không phải là mình nói đâu Danh ạ. Còn trong lòng em nghĩ sao thì anh cũng không biết điều đó. Vấn đề đây là một cô gái mà anh nghĩ rằng rất là tốt. Nếu chúng ta tìm hiểu nhau mà có thể có một cảm giác đây là một nửa mảnh ghép của mình đó. Nhưng mà hôm nay có lẽ các bạn không có duyên nào với nhau rồi. Thôi chúng ta cùng bắt tay nhau để có thể trở thành những người bạn tốt. Cảm ơn anh. Có thể giao lưu kinh doanh nữa. Tí nữa xin số điện thoại nha. Với lại anh ơi, cái yến đó anh nhớ anh cầm anh bợ phụ nha, để nó rớt ở trên chương trình là kỳ lắm luôn á. Tại vì hồi nãy có cái bịch mà không có xách lên được. Tức là phải cầm ở dưới cái đế á. Rồi, vậy đi. Em cũng muốn nói gì với bạn không? Thôi để xin số điện thoại nhắc. Xin số điện thoại nha. Về qua làm quen, không có yêu nhau được thì có thể làm đối tác nhau. Đúng rồi. Kết hợp mua bán sắt gì đó. Rồi bên cửa hàng vật liệu xây dựng có thể hỗ trợ gì đó cho em. Biết đâu được. Nha. Ok. Rồi chúc hai bạn sớm tìm một nửa manh gác của mình. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, đầu tiên cho em xin phép gửi lời chào tới anh Quỳnh Linh. Rồi em. Chị Ngọc Lan và chào tất cả các anh các chị đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Em tên là Hậu. Em sinh ra và lớn lên ở Nghệ An, nhưng hiện tại thì đang làm việc tại ở Bình Dương. Công việc của em là quản lý kho. Em là gì Hậu? Em là Trịnh Văn Hậu ạ. Trịnh Văn Hậu làm ở Bình Dương Bến Cát. Rồi chào nhà trai nha. Bây giờ nhà trai nghe giới thiệu của nhà gái nè. Dạ em chào chị Ngọc Lan. Dạ con chào chú Linh. Dạ con là Trịnh Thị Tiền. Sinh năm 90, đến từ Cần Thơ. Nghề nghiệp của con là chủ của một spa và thẩm mỹ viện Phương Sâm tại Cần Thơ. Và hiện tại cũng sinh sống tại Cần Thơ. Giỏi vậy trời. Sinh 90 mà mở spa làm chủ rồi luôn á hả? Dạ. Rồi bên đây làm ở Bình Dương. Mình sống ở Bình Dương với ai vậy Hậu? Dạ hiện thì em đang sống một mình ạ. Rồi mình ở nhà trọ hả? Dạ thì em cũng đất đây thì cũng đã từng mua ở trên đấy rồi. Đã từng mua? Dạ đã mua, hiện tại đã có ở... Đã có rồi hả? Rồi giỏi quá. Chưa xây nhà thôi đúng không? Dạ tại vì có một mình thôi. Nên là em cũng nghĩ chưa có cần thiết. Còn khi nào mà giả sử như mình tìm được cái duyên của mình rồi anh, thì bắt đầu mình cũng bắt tay vào công việc để chuẩn bị lỡ có ai lấy, còn về có nhà cho người ta ở. Đó, nhà trai tôi chuẩn bị sẵn rồi đấy chưa? Có đất đai rồi đó ha. À, em ưu khuyết điểm em là gì Hậu? Dạ thì theo mọi người nhận xét thì em con người hòa đồng vui vẻ, biết quan tâm người khác. Đặc biệt thì em thì có tham gia các cái nhóm thiện nguyện đi từ thiện khắp cả nước mình luôn. Còn một năm thì em thì người nhỏ nhỏ chút, nhưng năm em đi hiến máu tới 4 lần á. Đi hiến máu nhân đạo 4 lần trong một năm. Và các cái nhóm từ thiện ở các ngôi chùa hoặc là các cái trẻ em cần gọi là sự giúp đỡ thì hàng năm em có tham gia đi. Em cũng biết làm thơ ít, biết hát ít. Còn cái ưu điểm nữa là em không bài bạc, không rượu chè gì hết. Cái khuyết điểm của em thì hiện tại thì em có hút thuốc, nhưng mà em chưa bao giờ hút thuốc trước phụ nữ, trẻ em, người già. Và những người không ngửi được khói thuốc em không bao giờ hút. Hay quá. Một cái nữa là tính em thì hơi thẳng. Có cái gì đấy mà không phải là không vừa lòng với bản thân mình, chưa chắc mình đã đúng. Nhưng mà tính cái mặt bằng chung á, mình thấy cái đấy không có phù hợp á, thì em thường hay góp ý. Chẳng hạn như cấp dưới hoặc là bên trên thì em cũng nói, có thể tùy cơ ứng biến ai lên. Mình thẳng thì thẳng, nhưng gặp riêng đừng có nói trước mặt mọi người. Dạ. Góp ý mọi người người ta không hay lắm. Dạ. Vậy là cũng tốt lắm. Dạ. Nói chung bây giờ anh thấy bên nhà trai anh là tốt hơi bao nhiêu đó là nhà gái ơi. Dạ. Còn nhà nghe gái mà nghe thấy nè, thương luôn á. Bây giờ nhà gái nói về ưu điểm khuyết điểm của mình nè. Dạ, ưu điểm của em á thì em cũng là một con người vui vẻ hòa đồng. Em có cá tính mạnh mẽ, quyết đoán và sống tự lập. Dạ. Còn khuyết điểm của em thì em nấu ăn dở. Không sao, bên kia nấu ăn ngon lắm. Dạ, dạ em cũng hay giận nữa. Thì chẳng hạn như người đó nói cái gì đó mà không uy tín với mình, hay là một cái lời hứa gì đó mà hứa không có uy tín với mình, thì em sẽ giận. Giận mà giận lâu không? Dạ không chị. Cái này bình thường thôi mà, đâu phải khuyết điểm đâu. Rồi bây giờ nhà gái bao nhiêu mối tình rồi, nói cho chị Lan nghe coi. Dạ em thì có 2 mối tình. Mối tình đầu thì lúc còn thở nhỏ cũng không có đáng kể mấy. Mối tình thứ hai là chồng của em, là người đã em đã từng lập gia đình. Cái mối tình đó thì do ba mẹ định, chứ tụi em cũng không quen.
Rồi chung sống với nhau thì cũng không hạnh phúc hơn, cho nên là em quyết định ly hôn. Em có con chưa? Dạ không chị. Vậy hả? Rồi thôi, không có con thì chúng ta cũng dễ hơn, thoải mái hơn ha. Dạ. Rồi để chị qua chị hỏi nhà trai coi tình trường sao. Nhưng mà đó, bên đó chia tay lâu chưa? Dạ cũng 2 năm rồi. 2 năm rồi nhà trai. À 2 năm rồi. Nhưng mà em kết hôn bao nhiêu năm? Cũng tầm 10 năm á chị. Kết hôn 10 năm. Dạ. Mà không có con. Dạ. Dạ chào nhà trai. Nhà trai bao nhiêu mối tình rồi? Thực ra thì trước đây em cũng đã từng lập gia đình. Ở cái lúc đấy thì thời nhà em sinh viên thôi. Thời gian lập gia đình tầm khoảng gần 1 năm rưỡi. Hiện tại gọi bằng cô, không thể gọi là vợ cũ được. Cái lý do là bây giờ cô đang đi xuất gia. Đi xuất gia tức là thế này. Nói với anh Quỳnh Linh tức là cô ngày trước á, thì lúc đó hai người nhà em cũng đi làm trong công ty á. Thời gian rảnh thì nhà em có đi chùa. Và lúc đó có dẫn cô đi á, thì một thời gian sau á, thì cô phát nguyện ăn chay trường. Rồi đến có một bữa thì cô cũng buổi tối nằm ngủ quay lại cái quá khứ một chút. Đó là cô bảo nói là sau này lỡ mà hai người không còn ở với nhau thì như thế nào, định hướng trước. Thì nói chung cuộc hôn nhân đấy thì nói chung em hài lòng với cuộc hôn nhân đấy. Chứ còn nữa là không có cái lời qua tiếng lại gì cả. Nhưng mà cô phát nguyện đi xuất gia. Rồi lúc đấy là cô tóc tốt lắm. Mà cô đi qua ở chỗ một cái nơi mà người ta bán cá bán chim á. Mà cô quay vào trong cái tiệm cá là tóc á, cô cắt trắng luôn. Để đi ra bán lấy tiền nó, để thả hết đàn chim đó. Rồi sau cũng phát nguyện ăn chay trường mà. Ngoài cái việc mà đi đến công ty là mặc đồng phục công ty đó, thì về nhà chỉ việc ăn chay trường và mặc đồ chùa thôi. Thì lúc đấy thì em thấy cái tâm của cô cũng mạnh liệt. Vì em cũng thường nghĩ rằng mình thương một con chim á, là mình thả nó ra được bay đi, chứ không phải mình nhốt nó trong lồng, cho nó ăn rồi suốt ngày nhìn nó. Rồi sau cũng báo với bên nội với bên ngoài, thì cũng thuyết phục. Đến 2014 là cô xuất gia, hiện tại đang tu ở chùa Đồng Tháp. Và đến 2017 á, thì em có liên lạc với cô. Thì có bảo tại vì cái con đường của cô đã phát nguyện đi như vậy rồi á, nên là 2017 thì nhà em ly hôn. Em cũng chưa có em bé. Mối tình em lạ quá nha. Cuộc hôn nhân cũng rất là lạ nha. Dạ thì em nghĩ rằng chắc vợ em cũng có chân tu hả? Dạ thì chắc là vậy. Cái duyên nó cũng có tới đó, nó cũng hết rồi. Bây giờ mình cũng lâu đúng không? Từ 2014 tới nay. Dạ. 9 năm ha. Mình bây giờ nè, nói mình... chuyện mới đi. Đúng nha. Rồi, mình nói chuyện mới đi. Gái cái đã. Ôi, dạ. Cô gái xinh. Rất là xinh, cười rất là tươi luôn. Em nãy giờ nghe chàng trai bên kia tâm sự như vậy thì em cảm nhận như thế nào? Dạ, em cảm nhận thì ở bên anh bên kia thì cũng có một cái tấm lòng lương thiện cũng khá là giống em. Thì thật chất ra là em cũng là một con người rất là lương thiện. Thì em cũng hay đi làm thiện nguyện. Mai mốt đi ảnh cho nó vui ha. Bây giờ thôi em cho anh biết là bây giờ em muốn tìm một nửa mảnh ghép của em như thế nào? Tiêu chí ra sao? Cái tiêu chí của em thì cũng chỉ cần một người đơn giản thôi, biết quan tâm, lo lắng cho gia đình, người đàn ông có trách nhiệm, biết chia sẻ với vợ con. Nãy giờ anh kia nói đó là anh có tất cả mọi thứ rồi đó. Đừng có gia trưởng. Không, anh này thì chắc không gia trưởng đâu. Cái tâm thiện lành như vậy thì họ ít có cơ xét nét từng ly từng tí lắm. Đúng rồi, thôi. Chị nghĩ là hợp nhau đó. Chị nghĩ là để chị qua đây chị hỏi coi cái anh này là có hình mẫu lý tưởng về một cô gái như thế nào nè. Một người bạn nữ mà em mong muốn á, thì nói chung ngoại hình thì không cần đẹp đâu. Tại vì nếu mà mình mà ưa cái đẹp á, quan niệm của em á, bây giờ họ đẹp, mình thích. Vậy ngày mai đến người ta già, người ta không đẹp nữa, mình không thích đâu có được. Đó. Dạ, quan trọng là một người phụ nữ của gia đình, biết kính trên nhường dưới. Thì hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, đặc cha mẹ hai bên á. Còn nấu ăn không được thì em nấu. Tại vì trước đây em cũng đã từ tay em mở một quán ăn. Từ là người chế biến, từ bán cho khách. Sau từ quay ra là rửa chén bát xong đi ngủ vào sáng ngày làm tiếp. Sau em nghỉ rồi em đi làm. Không, nãy giờ thì tôi hôm qua tôi bình nhà trai, tôi thấy nhà trai điểm cộng nhiều lắm á. Mình hỏi ký người thân đi. Đúng rồi. Em đi với ai? Dạ, em đi với con bé đệ tử của em. À, đệ tử hả? Dạ. Học trò ha. Dạ, học trò. Xăm. Con nhìn coi, có hợp với cô con không? Cũng hợp. Cô còn dữ không? Dạ không. Cô con có la con không? Dạ không, cô con hiền lắm. Cô con có nhiều chàng trai theo đuổi không? Dạ có, nhóc hết trơn. Có nhóc luôn hết trơn. Trời ơi, có nhóc luôn vậy mà. Cô không chịu. Cô khó quá cô hả? Dạ. Con thấy chú này được không? Dạ, con thấy cũng được. Hiền không? Dạ hiền. Hiền ha. Trời ơi, nó đâu dám nói đâu. Nó hỏi thế nào về bị cô la hay sao? Rồi, cô cảm ơn học con. Thêm khóa nữa. Ở nhà trai đi với ai? Dạ, hôm nay em đi được có một mình thôi. Tại vì thấy có anh Quỳnh Linh rồi. Đúng rồi. Tôi đi một mình. Không sao hết. Anh lo. Bây giờ thì
mở rào hợp lý. Bắt đầu đi chàng trai yêu thành của tôi. Nào, chuẩn bị sẵn sàng, cứ mạnh dạn mà tiến tới. Cô giáo đi, cô giáo cũng nhóc người theo đó. Anh chào em. Thì hôm nay đến với chương trình cũng là một cái duyên. Anh có con gấu tặng cho em, mong em nhận. Em cảm ơn anh. Em cũng có một cái món quà nhỏ gửi đến anh. Chúc anh cái sức khỏe. Có sức khỏe thì mình sẽ làm được tất cả mọi thứ mà mình muốn. Anh cảm ơn nha. Rồi cho anh xin phép nói cái là để đi tìm được con gấu này anh bỏ ra tất mất khoảng gần 10 ngày. Không, nó không đơn giản thực sự như vậy. Tại vì em biết không, ở trong này nó có 3 trái tim. Bên ngoài là một trái tim rất là lớn, anh thích ở trong 3 trái tim này. Nói tất cả bạn bè đi tìm làm sao có cho được không, nhưng mà người ta tìm cũng được, nó duyên đến với anh nên anh tìm được. Trời ơi. Em cảm ơn anh, em ghi nhận. Chú đáo chưa? Thấy nhà trai tôi chú đáo chưa? Được rồi. Bây giờ mình trò chuyện đi đó. Hồi nãy giờ các bạn cũng rất là nôn nao gặp nhau để coi hình dáng có giống như suy nghĩ các bạn hay không. Đó, ánh mắt đầu tiên như thế nào? Hiện tại là anh ở riêng, ở một mình hay là anh ở cùng với gia đình? Hiện tại thì anh đang ở một mình. Dạ. Ở một mình, có mua đất sẵn rồi, chờ người đến là xây nhà thôi. Dạ, em cũng ở một mình và em cũng có đất sẵn rồi. Ráp về là một đất. Nếu nó dư ra trong nước. Anh cũng có đất rồi, em cũng có đất rồi mà mình chưa có tiền xây nhà. Thì dạ, anh có thể bán đất của anh về xây nhà cho em chẳng hạn. Trời, quá hợp lý. Vậy anh có muốn hỏi gì về em không? Anh nói mình lên đây là cũng là một cái duyên rồi. Tất nhiên mình lên đây là nghiêm túc, mình có cảm xúc ban đầu thì mình mới bấm nút. Nhưng mà cũng không phải là mình bấm cái nút xong là mình dắt tay nhau ra ngoài ủy ban mình đăng ký kết hôn. Mình còn tìm hiểu rất là kỹ nữa. Nếu mà giả sử như em cảm thấy anh là cái người mà em cần tìm, thì anh cũng mong em cho anh một cơ hội. Anh cũng hứa là anh sẽ không cho được những gì em muốn, nhưng mà anh sẽ cho em được những gì anh có. Dạ. Chúng ta hãy đến gần nhau nữa. Đến gần nhau chút xíu nữa nào. Đứng sát bên nhau, nhìn thẳng vào nhau. Đó. Em trai thấy em gái thế nào? Chúng em, anh thấy em cái tiêu chuẩn anh đưa ra thì vượt qua giới hạn của anh. Thì nói chung anh thì thực tế thì anh không có đẹp trai, cũng chẳng có phong độ. Nhưng mà anh nghĩ rằng trái tim của anh đủ ấm áp để che chở cho em. Anh cũng hy vọng rằng em tạo điều kiện, không những là cho anh mà đó cũng là điều kiện, cái cơ hội cho cả hai người để mình tìm hiểu. Nhà gái thấy sao? Thấy thế nào về chàng trai đang đứng trước mặt em? Dạ, nói chung thì nói về cái tiêu chí em đưa ra thì nó không được như em mong muốn. Nhưng mà về cái thiện cảm thì em thấy là anh cũng có rất là cái thiện cảm. Đồng cái quan điểm là cùng làm từ thiện với nhau. Rồi, bây giờ em có thể hát một bài tặng cô ấy. Đừng gây thêm nhiều thiện cảm nữa. Quan trọng người ta có thiện cảm với nhau thôi. Có những tiêu chí là tôi muốn 1m8, 1m9, có những tiêu chí là phải đẹp trai này kia. Nhưng mà những tiêu chí đó khi gặp nhau, thiện cảm nó sẽ lấp tất cả trụ trống nó lại hết. Cho em xin hát một đoạn ha. Một đoạn của một bài hát miền Trung yêu dấu. Lâu lắm chưa về thăm lại miền Trung, miền yêu dấu xưa. Tìm lại nụ hôn năm nào đánh mất trong một chiều mưa. Không biết bấy chừ ai có còn nhớ đến tên nhau, nhưng câu thề xưa hẹn hò trong mưa ai đã quên rồi. Câu chuyện thận tiên ngày thơ rất xa, bỏ lại hàng dương xanh xao rũ bóng bên bờ phù sa. Mây thấp mưa về dâng nỗi sầu nơi chốn xa xôi, quê chân trời đỏ dấu yêu thuở nào. Rồi, được rồi. Bớt hát mấy bài buồn là đi. Mình kiếm bài nào vui vui để mình hát lên. Em gái hát được bài nào vui vui không? Thì em xin hát tặng mọi người bài Nói Lại Tình Xưa đi. Nói lại. Hợp lý đúng không anh? Hợp lý, rất là hợp lý. Về đây bên nhau ta nói lại tình xưa,
Chuyện tình mà bao năm qua em gối ghém từng kỷ niệm, phải nắng con đường xưa, những chiều hẹn nhau mưa đổ, mưa lạnh vai anh, em thấy lòng mình xót xa. Ngọt ngào quá. Hai người nào về tập bài nào vui vui giùm tôi cái nha. Nói là tình xưa mà nghe buồn quá. Thôi, nói tóm lại anh thấy đây là một chàng trai rất là tốt đó. Có thể chưa đúng tiêu chí của em lắm, nhưng anh nghĩ rằng tất cả những sự chân thành của anh ấy, những cái gì mà anh ấy đã thể hiện nãy giờ, nó sẽ bù đắp rất nhiều vào những cái tiêu chí đó em ạ. Anh chỉ nói về thôi. Còn chúng ta sẽ đưa ra quyết định bằng chính trái tim của mình nha. Rồi, mời các bạn. Mời hai bạn về chỗ. Để tay nút bấm, bây giờ chúng ta đưa ra quyết định tùy các bạn. Chuẩn bị, sau 3 tiếng đếm. Mình thích mình bấm ngay nút đó. 3 2 1 Hết thời gian. Anh nghĩ rằng là tại vì em quá lo lắng thôi. Đúng rồi, cô này chưa có mở lòng được. Nói chung là chúng ta để tìm được một người mà đúng với ý chúng ta tất cả khó lắm. Quan trọng là mỗi một bên sẽ có một cái khiếm khuyết gì đó, và chính chúng ta sẽ là người thay đổi khiếm khuyết đó để cho nó lành lặn hơn. Thì anh cũng xin cảm ơn em đã dành thời gian để đến đây hôm nay để gặp anh. Nếu như mình không đến được với nhau, anh cũng mong sao em tìm cho mình được một người, một trái tim đủ ấm áp để lo che chở cho bản thân em, cũng như là tương lai cho em và gia đình của em từ đây trở về sau. Và nếu mà có duyên thì mình liên lạc với nhau. Còn nếu như mà duyên chỉ dừng đây nữa thì mình cứ tùy duyên nhé. Chàng trai rất tử tế